điều không mong đợi. Chật vật mãi, chúng tôi mới đặt được hai cột trụ ở hai đầu hầm và đặt thanh dầm gác ngang qua. Đây là những khúc gỗ, cây gỗ to chịu lực nén của lớp đất dày, cũng như sức ép của những trái cối, pháo khi địch bắn trúng khu vực có hầm. Việc tính toán để lớp gỗ mái có thể tăng tuổi thọ, tồn tại được lâu hơn khi phải chịu những loạt đạn cối, pháo bắn kéo dài cũng làm chúng tôi mất khá nhiều thời gian. Khi rải được ba lớp gỗ làm mái hầm và đặt những bó sậy lên nóc trên hai bên sườn mái của chiếc hầm, thì bầu trời bắt đầu sáng hơn, mặt đất không còn tối đen như lúc trước nữa. Đây đúng là lúc phải chạy đua với tốc độ công việc và chạy đua với thời gian. Bỏ qua nhiều yếu tố bí mật kín đáo như lúc đầu, chúng tôi hối hả lớp đất và dùng sức người dẫm cho từng lớp đất vừa đổ xuống rẽ ra cho cứng hơn, hầu mong tăng thêm sức chịu đựng cho nóc hầm. Trời sáng, khi mắt bắt đầu lờ mờ nhìn được những mô đất, hố pháo ở khoảng cách xa hơn chục mét, thì chúng tôi cũng kịp lấp đất đổ lên nóc hầm, vừa hơi bằng với lớp đất xung quanh. Nơi có cái hầm vẫn hơi bị lõm xuống một cách khác thường một chút. Vậy là công việc chưa thể hoàn thành như dự tính. Chúng tôi quyết định dừng công việc, nghỉ ngơi, chờ tối lấp thêm một lớp đất dày khoảng 1 mét nữa và làm cửa hầm là xong. Cái hầm này dỡ ra rất nhiều gỗ. Ngày trước có lẽ ở đây có rừng, còn sẵn gỗ nên đơn vị nào đó làm cái hầm này dùng rất nhiều lớp gỗ lót mái. Nhưng độ dày của lớp đất phía trên chính vì thế mà lại rất mỏng. Nó chỉ dày độ trên dưới 2 mét. Thật ra, khui hầm ra mới thấy lo. Cứ nghĩ hầm sâu và dày, lớp đất tạo giáp che chắn. Nào ngờ, nó mỏng thế. Đúng là số anh em mình rất cao. Nếu không thì tan xương nát thịt với quả cối đơn côi 160 ly rơi vào tuần đầu của tháng 10 mất rồi. Số gỗ khi móc hầm lên còn thừa, cùng số gỗ để làm cửa hầm khoảng 1 mét khối. Dự tính là sẽ tiếp tục làm tiếp vào những ngày hôm sau. Chúng tôi gom lại, dựng lên, ken dày, che chắn ở trước cửa hào có nắp, nơi chứa hầm vũ khí, đạn dược, để mỗi khi chúng nó bắn vào 1.100, ngồi tạm ở chỗ này cũng bớt ghê hơn. Tất cả anh em làm hầm trong đêm, vừa chui vào đây ngồi tạm, chờ cơm và lấy nước lã từ những chiếc can nhựa ra uống, thì nghe một tiếng ù oanh. Trong chớp mắt, lớp gỗ dựng che chắn ở trước cửa hào, dày gần 1 mét, bay mất cùng với tiếng nổ. Căn hầm chứa vũ khí này rộng khoảng hơn 3 mét vuông, chứa đầy đạn B-40, B-41 và lựu đạn quả dứa, đạn AK, vân vân. Nóc hầm dày khoảng 2 mét, chạy xuyên qua cái hầm này là con hào. Mấy hôm nay, khi pháo bắn vào 1.100, cũng có người lấy chỗ này ép thân tránh mảnh. Tôi thường ngồi ở góc lõm, dựng từng hàng trái B-40, B-41. Sau mỗi lượt, đi lên hào cụt nắm tình hình địch trở về và chỉ đêm xuống khoảng 2 tiếng là xuống hầm ngủ. Hôm nay có nhiều người hơn, anh em ngồi chật kín cả hai bên. Tôi ngắm nghía cái nóc hầm vừa làm đêm qua xong, trở về thì chỉ còn mỗi đoạn hào có nắp hướng lên hào cụt và 1.200 là còn trống. Tôi vừa ngồi xuống đấy thì vụ nổ xảy ra. Tiếng nổ đinh tai, buốt óc, dù tôi là người ngồi cuối cùng theo hướng trái phá. Trái phá nổ khác thường, không như những trái pháo và cối thường bắn vào đây. Tiếng nổ to, không đanh, điểm rơi không rõ nét, sức ép khá lớn. Dù tôi ngồi cách điểm nổ khoảng 3 mét, cũng rất choáng váng, người như vỡ ra, mềm oặt, rất khó khăn để điều khiển hành động của bản thân. Sau tiếng nổ, 2-3 người vùng lên, chạy vượt qua người tôi, lao lên hào cụt và hướng lên 1.200. Theo phản xạ, tôi cũng lao theo. Hình như có vài loạt cối con 60 ly của chúng từ 1.200 cũng bắn xuống. Tôi kịp dừng lại và lao vào cái cửa hầm trú quân bị sức ép của quả cối 160 ly bắn từ đầu tháng 10 ép sập. Nó méo mó, chỉ còn như cái cửa hang của những con thú đào lên ở trong rừng. Người gầy nhỏ, tôi lấy hết sức lao vào. Hay là do sức của trái nổ gấp gáp rót vào trận địa, đẩy tôi vào cái cửa hầm sập này cũng nên. Đến giờ tôi cũng không thể hiểu, không thể giải thích được.
cả thân hình tôi đút dính chặt vào cái lỗ cửa hầm ấy, mắc chật cứng. Đôi chân thò ra ngoài, chỉ có khoảng nửa mét hào có nắp che chắn. Xung quanh, tiếng cối tép 60 ly từ 1200 dội xuống vẫn nổ như ngô giang. Dưới hầm, anh em cố lôi tôi vào mà không thể nào kéo vào được. Đành nằm chờ nó bắn, chán rồi thôi, và cầu mong đừng có mảnh nào tiện hay xâm phạm vào đôi chân của tôi lúc này. Tôi vẫn nhớ là khi tiếng nổ vừa dứt, thì vài người chạy qua tôi lên hướng hào cụt. Có một số người ôm đầu vừa lao ra khỏi nơi cửa hầm có tiếng nổ, làm đống gỗ bay đi hết. Anh em liền quay lại, cũng chạy lên hướng hào cụt và 1200, vì lúc này chỉ còn nơi đấy là an toàn nhất. Chiếc hầm Chu Quân mới lấp tạm được ít đất ở trên nóc và cửa hầm chưa làm xong. Ở đây, với lượng đạn của địch chốt xuống hàng ngày, thì cái hầm còn đang làm dở dang ấy cho cảm giác rất trống trải, rờn rợn, nên chẳng ai muốn chui vào. Hơn một tiếng sau yên yên, trời lại có chút sương. Tôi hỏi, có ai bị làm sao không? Ánh mắt mọi người nhìn tôi như thể chẳng hiểu là tôi đang nói gì. Ai cũng ra hiệu không nghe được. Tôi ra hiệu rời tổ phục. Mọi người chạy lui cui từng tốp vượt qua cái dốc nối tổ phục Gò Chè và Tiền Tiêu ở 1100. Lúc này chỉ còn lính trinh sát, hình như có cả toàn người Mê Linh nữa thì phải. Tôi nói, anh bị điếc tay trái rồi. Nước ấm nhờn nhợt chảy ra rất nhiều, không thể nghe được nữa. Người rất mệt, cứ nhũn ra như không có xương. Thôi, cứ để anh ngồi đây. Chúng mày bám sát tình hình trận địa đi, lát nữa sẽ có quân lên bổ sung. Hơn một tiếng sau, hơn chục anh em quần áo giày dép còn nguyên, tùy cũ, cùng ba lô trên lưng, vác súng AK trên vai, lúp xúp chạy xuống tổ phục và chui tọt vào cái cửa hầm chưa làm xong. Lúc này, cái cửa hầm ấy như một cái hố rất sâu, thẳng vát xuống lòng đất đen ngòm. Với anh em phía sau, kiếm được cái hầm sâu như thế này, trong hầm lúc nào cũng tối đen không ánh sáng vì quá sâu, thì quá yên tâm. Thực ra cái cửa hầm ấy đã lót khoảng 2 mét nắp chạy thẳng từ mái hầm ra. Nó còn phải bẻ vuông góc sang tay trái và hạ thấp xuống gần 1 mét nữa thì mới tương đối an toàn. Mỗi khi địch chút bom đạn xuống đây, cũng như nó phải hứng hầu như toàn bộ lớp mảnh do địch bắn xuống 1100. Đợi mãi, anh em vẫn chưa ổn định chỗ ở trong hầm, hay dư âm của 1100 trong những ngày qua để lại quá lớn, làm anh em chưa yên tâm ra khỏi hầm. Tôi nói với Tuyên, người Thái Nguyên, là trinh sát đi phối thuộc. Bảo ai phụ trách anh em ra đây cho anh gặp? Rồi cũng có người ra. Tôi nói qua tình hình địch ta, cách nắm biết như thế nào, cụ thể chưa rõ, thì cứ hỏi anh em trinh sát. Họ là những người luân phiên, nằm với tôi rất lâu và rất rõ tình hình ở đây. Về cái hầm, tôi cũng hướng dẫn cách làm cửa hầm, cũng như cách moi cửa hầm sập lên để sửa lại. Tôi nhấn mạnh, phải làm cửa hầm hình chữ L, có máy sâu, cửa hầm âm thấp dưới mặt đất, để chống pháo cũng như tránh sự phát hiện của đối phương khi bị tấn công, tránh được tối đa thương vong khi địch phát hiện ra cửa hầm. Mệt nhọc bám vào những mô đất, tôi cố đứng dậy. Vài lính trinh sát túm lưng trợ giúp. Tôi lảo đảo chui ra khỏi đoạn hào có nắp. Trước mặt, nơi khoảng trống mà những loạt pháo địch tạo ra thành cái sân rộng hơn 2 mét, dài 3-4 mét. Đó là cái vết của đường hào cũ nối lên cái dốc từ tổ phục Gò Chè lên khu Tiền Tiêu ở 1100. Dưới đất, cách đoạn hào có nắp khoảng hơn mét là đoạn dây kẽm kim loại, tết như đuôi sam, là kiểu tết tóc ưa thích của những cô gái thời đó. Chiếc dây kim loại dài khoảng 2 găng tay, nó là thủ phạm còn lại của trái phá, phá tan đống gỗ và gây nên sức ép rất mạnh, làm tất cả chúng tôi bị thương. Tôi là người ngồi xa nhất, cũng bị buộc tay trái. Sau 31 năm, tiếng inh inh như động cơ máy bay vẫn không hề tắt trong tai tôi. Nên tôi tin, anh em họ ngồi gần hơn, bị nặng hơn so với tôi rất nhiều. Trong số họ, đại đa số bỏ giám định khi nhận quyết định trở về địa phương. Tôi cảm thấy rất ngậm ngùi khi nhắc về họ, những người lính kiên cường trong chiến đấu, và khi trở về với hậu phương thân yêu, họ cũng không màng gì tới thương vong do cuộc chiến mà họ đang phải gánh chịu. Ở tuổi già như tôi, không biết
Những vết thương đó sẽ hành hạ họ như thế nào khi mà nền y tế không cho phép được thường xuyên chăm sóc, chữa trị? Thường thì phải lấy đà chạy qua cái dốc này, rồi chui vào khu hào có nắp phía bên tay trái của trung đội tiền tiêu, vượt qua cuối đoạn hào có nắp ở sườn đông 1100 nghỉ ngơi, nấp ở cửa hầm số 2, nghe ngóng, rồi lấy đà, lao khoảng chục mét theo đường cong trăng khuyết về hầm số 3 bên sườn đông, rồi từ đây xuống hầm chỉ huy hay vượt cầu vật cản 1100 và 1050 để trở về phía sau. Sức lực không còn, tôi trượt lên ngã xuống mãi ở cái dốc, rồi cũng về tới khu vực tiền tiêu. Vào tới khu tiền tiêu, tôi uể oải ngồi dựa xuống lòng hào có nắp. Anh em ở đây, họ nhìn tôi rất ái ngại, vì họ chưa bao giờ thấy hoàn cảnh của tôi như thế. Họ thấy anh Phú dáng gầy khẳng khiu nhưng thoăn thoắt chỗ này chỗ kia, ở quanh 1100 chẳng lúc nào chịu ngồi yên. Ngồi một lúc tuy rất mệt, nhưng tôi ý thức được rằng với sức lực như thế này không thể nào nhào lộn tránh những loạt pháo của địch sẽ bắn vào đây khi trời sáng. Tôi cố gắng đứng dậy, bám gờ đất đi về phía sau, không thể chạy nhảy như mọi khi, cứ thế lảo đảo bước đi, phó mặc cho số phận. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.